Sáng ngày 6 tháng 7, huyện Như Xuân tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa. Tại hội nghị, các học viên được hướng dẫn sử dụng các tính năng, chức năng của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa, cài đặt và sử dụng app hệ thống trên thiết bị di động, thực hành quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị, nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính hội nghị nhằm nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin thúc đẩy thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử tạo bước thay đổi trong các quy trình xử lý giải quyết công việc của lãnh đạo công chức viên chức góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện như xuân